Xin chào những người hâm mộ của Quỷ Đỏ, chúc anh em tuần mới vui vẻ. Sau rất nhiều chờ đợi, đêm nay Quỷ Đỏ sẽ chính thức ra quân tại Fair Play mùa giải mới. Và tất nhiên trong bản tin hôm nay, anh em ta sẽ cùng nhau nhìn nhận chi tiết về trận đấu này. MU và Wolves, một Quỷ Đỏ thật khác. Ở mùa giải vừa qua, MU khởi đầu ngoại hạng Anh bằng 2 thất bại liên tiếp. Quỷ Đỏ để thua 1-2 trên sân nhà trước Brighton, sau đó là thất bại 0-4 trên sân của Brentford. Nhưng kể từ đó, huấn luyện viên Ten Hag đã thay đổi đội bóng theo hướng tích cực. MU chưa ổn định hơn và cuối cùng kết thúc ở vị trí thứ 3 tại Premier League. Nhờ vào thành tích phòng ngự hoàn hảo tại Old Trafford khi chỉ để thủng lưới 10 bàn, thấp nhất giải đấu, MU đã trở lại đấu trường Champions League. Ngoài ra, Quỷ Đỏ còn chấm dứt chuỗi 6 năm không có danh hiệu bằng chiến thắng 2-0 trước Newcastle trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh trên sân Wembley. Để chuẩn bị cho mùa giải mới theo cách tốt nhất, MU tích cực đá giảo hữu. Sau khi mở màn với 3 chiến thắng liên tiếp trước Leeds United, Lyon và Arsenal, Quỷ Đỏ đã bị Wrexham, Real Madrid và Dortmund đánh bại. MU sau đó lội ngược dòng để đánh bại Len với tỷ số 3-1 và kết thúc chuỗi trận đá giao hữu bằng trận hòa 1-1 trước Athletic Bilbao. Man United đã hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. MU đã có những sự bổ sung cần thiết ở cả ba tuyến. Quỷ Đỏ đã chi ra 60 triệu bảng để mua Mason Mount từ Chelsea, chi thêm 47 triệu bảng mua thủ môn Andre Onana từ Inter Milan và mới nhất, đội chủ sân Old Trafford bỏ ra thêm 75 triệu bảng để mua tiền đạo Rasmus Højlund từ Atalanta. Với những sự bổ sung chất lượng, Quỷ Đỏ đang hy vọng có thể tham gia vào cuộc đua vô địch thay vì mục tiêu ở top 4 như mùa giải năm ngoái. MU bây giờ đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Quỷ Đỏ sẽ tiếp đón Wolves ở vòng 1 của giải Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024. Rất nhiều chuyên gia nhận định MU và Wolves sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Man United có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Nếu đánh bại Wolves, MU sẽ có trận thắng thứ 7 liên tiếp trên sân nhà tại Premier League. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag đang chơi cực tốt tại nhà hát của những giấc mơ. Cả mùa trước, Quỷ Đỏ chỉ nhận duy nhất một trận thất bại tại Old Trafford, đó là trận thua 1-2 trước Brighton ở vòng đấu khai màn. Với Wolves, họ chỉ thực sự thoát khỏi vị trí khủng hoảng khi có sự góp mặt của huấn luyện viên Lopetegui trên băng ghế chỉ đạo vào tháng 11 năm ngoái. Cựu huấn luyện viên của Sevilla, Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha từng bước thay đổi đội bóng, giúp bầy sói cán đích ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, hơn 7 điểm so với nhóm phải xuống hạng. Mặc dù giúp Wolves chủ hạng thành công, nhưng Lopetegui đã dọn sạch văn phòng của mình chỉ vài ngày trước khi Premier League mùa giải 2023-2024 khởi tranh. Nhiều nguồn tin cho rằng do bất đồng về kế hoạch chuyển nhượng, Wolves và huấn luyện viên Lopetegui đã quyết định đường ai nấy đi. Ở mùa hè năm 2023, Wolves chỉ mang về hai tân binh là thủ môn Tom King và hậu vệ Matt Doherty. Ở chiều hướng ngược lại, họ đã để những ngôi sao như Raúl Jiménez, Ruben Neves, Conor Quaddy và Nathan Collins ra đi. Bầy sói đã nhanh chóng tìm kiếm huấn luyện viên mới và trên trang chủ của họ đã xác nhận ký hợp đồng với huấn luyện viên Gary O'Neill. Huấn luyện viên này đã từng dẫn dắt Bournemouth trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền trước khi chính thức được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái. Ở mùa giải vừa qua, nhà cầm quân 40 tuổi giúp đội chủ sân Vitality chủ hạng thành công. Vào tháng 6 vừa qua, ông Gary O'Neill bất ngờ chia tay Bournemouth, lý do là bởi ông bất đồng với kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ. Bây giờ vị huấn luyện viên 40 tuổi sẽ đối mặt với nhiệm vụ giúp Wolves chủ hạng thành công. Trước mắt ông sẽ cùng các học trò mới làm khách trên sân Old Trafford của Man United. Wolves có tổng cộng 5 trận giao hữu ở mùa hè. Họ có được thành tích bất bại cùng 3 trận thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, Wolves đã không thể thắng bất kỳ trận đấu nào trong số 8 trận đấu cuối cùng của họ tại Premier League trong mùa giải năm ngoái. Trong đó có trận thua 2-0 trước Man United vào ngày 13 tháng 5. Về mặt lực lượng, Quỷ Đỏ thất bại trong việc theo đuổi Harry Kane nhưng đã nhanh chóng chiêu mộ tiền đạo Rasmus Højlund từ Atalanta với mức phí 85 triệu euro. Ngôi sao người Đan Mạch hiện đang di chấn thương và chỉ có thể trở lại vào tháng tới. Ngoài Højlund thì Kobbie Mainoo chấn thương mắt cá chân, Dean Henderson chấn thương đùi, Anthony Martial chấn thương đùi, Tyrell Malacia cơ bắp, Tom Heaton bắp chân và Amad Diallo đầu gối cũng đều đang dưỡng thương. Marco Rashford sẽ tiếp tục là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Man United. Ở mùa giải trước, 20/27 bàn thắng của tiền đạo người Anh được ghi trên sân vận động Old Trafford. Mặc dù tân binh Rasmus Højlund chưa thể ra sân, nhưng hai bảng hợp đồng còn lại của Man đỏ là Andre Onana và Mason Mount đã sẵn sàng có tên trong danh sách xuất phát. Ngược lại, Wolves gần như có được đội hình mạnh nhất. Matheus Cunha chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng huấn luyện viên O'Neill lạc quan rằng cầu thủ tấn công người Brazil sẽ có thể đá chính ở Old Trafford. Nếu đủ thể lực, cầu thủ này chắc chắn sẽ đá chính sau sự ra đi của bộ đôi Diego Costa và Raúl Jiménez. Trong quá khứ, Man United và Wolves đã có 184 trận đấu chính thức với nhau kể từ năm 1907. Trong số đó, Man United đã giành được 53 chiến thắng, Wolves đã giành được 37 chiến thắng và còn lại là 20 trận hòa.
Trong 6 lần gặp gỡ gần nhất, MU đã không thể giành được bất kỳ chiến thắng nào trước Wolves với 3 trận hòa và 3 trận thua. Ở một mùa giải mà các đối thủ chính trong cuộc đua top 4 đã được định hình, Man United cần tránh mất điểm trước những đội bóng không nằm trong cuộc đua ấy, ví dụ điển hình là Wolves. Ten Hag có lẽ sẽ không vội vàng, thậm chí không để cho Man United đã tấn công ào ạt trước đối thủ dù được chơi trên sân nhà. Sự chắc chắn là tiêu chí số 1 và có thể Quỷ Đỏ sẽ khai màn mùa giải mới bằng một kết quả thắng cách biệt tối thiểu. Tôi dự kết quả trận đấu này sẽ là 1-0 cho Man United. Còn anh em dự sao nhỉ? Diễn biến bất ngờ vụ Maguire rời MU. Một báo cáo được đăng tải trên Stretchy News cho thấy đã xuất hiện thêm một câu lạc bộ có khả năng chiêu mộ Harry Maguire. Dù Manchester United chấp nhận lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng mà West Ham gửi đến, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định thương vụ Harry Maguire đã bất ngờ gặp trục trặc và có khả năng ngôi sao người Anh sẽ không chuyển đến thành London. Và trong lúc West Ham đang gặp khó khăn, một câu lạc bộ khác đến từ Premier League đang có ý định cướp Maguire từ tay The Hammers. Theo một báo cáo được đăng tải trên Stretchy News, sau khi Tyrone Mings gặp phải chấn thương trong trận đấu mở màn Premier League, Aston Villa đang cân nhắc về khả năng chiêu mộ trung vệ mới. Được biết, họ đang thăm dò về Harry Maguire và đang tiến hành đàm phán với Man United, nhưng các cuộc thảo luận mới chỉ đang ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, Aston Villa vẫn cần biết chính xác tình trạng chấn thương của Tyrone Mings trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc chiêu mộ thêm một trung vệ mới. Dù vậy, khả năng cao Villa sẽ phải triển khai kế hoạch này bởi những dự đoán ban đầu cho thấy Tyrone Mings đã dính chấn thương gót chân và nhiều khả năng sẽ buộc phải ngồi ngoài trong khoảng thời gian dài hạn. West Ham đẩy mạnh thương vụ McTominay. Theo Football Insider, đội bóng thành London sẽ xúc tiến việc chiêu mộ ngôi sao người Scotland nếu họ mất thêm tiền vệ. Sau Declan Rice, West Ham đứng trước khả năng chia tay thêm một tiền vệ chất lượng nữa trong mùa hè này khi Man City đang để mắt đến Lucas Paqueta. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng các khổng lồ thành Manchester sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của chân truyền xứ Samba. Điều này dẫn đến việc West Ham sẽ cần phải đẩy nhanh phương án tăng cường nhân sự cho tuyến giữa. Theo Football Insider, đội bóng thành London sẽ tìm cách xúc tiến thỏa thuận chiêu mộ Scott McTominay từ Man United trong trường hợp Paqueta ra đi. Huấn luyện viên David Moyes dành sự quan tâm lớn cho ngôi sao đồng hương. Ông từng đề nghị West Ham hỏi mua McTominay ở phiên chợ hè này, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thỏa thuận vẫn chưa được thông qua. Được biết, MU cũng sẵn sàng bán McTominay, nhưng chỉ khi được nhận về một lời đề nghị phù hợp. Đội chủ sân Old Trafford muốn thu về mức phí từ 40 đến 45 triệu bảng cho tiền vệ người Scotland và sẽ nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế. Nhưng thực tế, dù West Ham có chấp nhận chi trả khoản phí mà Quỷ Đỏ đã yêu cầu, thì thương vụ này vẫn cần phải có sự chấp thuận đến từ bản thân McTominay. Và có vẻ như tiền vệ 26 tuổi này sẽ làm cho West Ham thất vọng. Cụ thể, theo báo cáo được đăng tải trên Stretchy News, thay vì chuyển đến London, McTominay có kế hoạch tiếp tục gắn bó với Man United và nỗ lực tìm kiếm cơ hội thi đấu ở mùa giải mới. Đáng chú ý, nguồn tin này khẳng định nếu McTominay ở lại, huấn luyện viên Ten Hag vẫn xem anh là nhân tố chủ chốt cho đội hình. Pavard đổi đến Man United. Bayern Munich đã sẵn sàng để Benjamin Pavard ra đi nếu Quỷ Đỏ chịu chi ra 30 triệu euro. Erik Ten Hag muốn tăng cường cho hàng thủ trong bối cảnh sắp bán được Harry Maguire và Pavard được nhắm đến. Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, MU đã bị Ben từ chối lời đề nghị đầu tiên dành cho tuyển thủ người Pháp. Nhưng vị này cũng cập nhật thêm. Nhưng MU không từ bỏ vì Pavard muốn ra đi. Anh ấy sẽ không ký hợp đồng mới với Bayern Munich và dứt khoát ra đi. Hợp đồng của Pavard với Bayern Munich sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau và hậu vệ 27 tuổi được cho là đã nói với câu lạc bộ rằng anh muốn ra đi với điểm đến mong muốn là Man United. Pavard là một cầu thủ đa năng được huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao khi anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ. Điều kiện để MU chiêu mộ Neymar. Trao đổi với Gimme Sport, ký giả Dijon đã mang đến những thông tin đáng chú ý xoay quanh ngôi sao người Brazil. Dijon khẳng định mức lương khổng lồ của Neymar là chướng ngại đối với các câu lạc bộ muốn chiêu mộ anh. Về phần Man United, John khẳng định Quỷ Đỏ không có ý định chiêu mộ Neymar vào lúc này, nhưng mọi thứ có thể thay đổi nếu Quỷ Đỏ đổi chủ. Ký giả nghe anh cho biết, khoản thù lao mà Neymar đang kiếm được ở PSG là vô cùng lớn. Thế nên cho đến nay, bất kỳ triển vọng nào về việc thấy cậu ấy chuyển đến Premier League gần như không tồn tại. Rõ ràng, con đường đến Barcelona có vẻ như thích hợp hơn với Neymar vào lúc này. Nhưng nếu đội bóng nào đó ở Anh có thể tìm ra một mức lương phù hợp với Neymar, họ sẽ có cơ hội chiêu mộ cậu ấy nếu việc trở lại La Liga không thành công. Tôi không thể nhận thấy Man United thực hiện thương vụ này, không phải ở thời điểm hiện tại. Cảm giác như không có sự phù hợp và mức lương cũng không thực sự hợp lý. Nhưng nếu câu lạc bộ đổi chủ, có thể tôi sẽ có quan điểm rất khác biệt về vấn đề này.
Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.